chào các bạn. Hôm nay là mùng 3 Tết Canh Tý 2020. Thì mình đi viếng cái thăm cái núi Cấm. Thì đi núi Cấm mình có thể đi đi bộ lên à, và đi xe, đi xe Honda ôm hoặc là đi xe 16 chỗ. Ngoài ra mình có thể đi bằng cáp treo. Tuyến cáp treo này thì nó dài 3,5 km. Vé vào cổng mỗi người là 20.000. Còn vé cáp treo mỗi người là nếu mà đi khứ hồi là 180.000. Còn nếu mà đi một tiếng thôi á là 120.000. Trong dịp Tết cho nên là mấy du khách là đi hành nguyên gia đình không à, trẻ em nhiều. Đây là cái cổng khu du lịch Lâm Viên Núi Cấm. Cái này là trong dịp Tết cho nên khách tham quan rất là nhiều, đa số là cũng các bạn trẻ đi xe máy. Bạn nhìn bãi giữ xe của cái cáp treo nè, hôm nay đầy hết à, này chắc cỡ khoảng 2.000 chiếc à. Quá trời xe rồi. Còn mé bên tay trái là cái bãi giữ xe 4 chỗ, 7 chỗ, 16 chỗ, xe 4 bánh ha. Ai làm biến đi bộ thì có xe máy cày, xe lửa máy cày. Kéo người lớn cáp treo luôn. Cứ hồi cái này là con mèo bán vé cổng 20.000 một người. Chú muốn đi cáp treo, chú muốn đi cáp xong rồi một hồi chú vô chặt một con nhé, cáp xong nha. Rồi. Rồi hai người 40.000. Rồi, cảm ơn. Lấy bốn vé người lớn, vé nít nè. Cũng giống như ai. Bên đây là có cái công viên nước. Đây là công viên nước Thăng Long. Xếp hàng mua vé quá đông rồi. Hai vé thứ hồi rồi, cảm ơn. Rồi sau khi xếp hàng 20 phút thì cũng được cầm chiếc vé trên tay. Giờ qua bên cabin tới đây xếp hàng tiếp để vô cabin. Bên đây còn đông hơn nữa.
đi khu vui chơi nào cũng cần cái bảng hướng dẫn. Ở đây đó là một vòng từ tượng Phật qua bên chùa Phật lớn là 430 m, từ chùa Phật lớn qua bên sân chờ là 260 m, từ sân chờ qua chùa Vạn Linh là 570 m, từ chùa Vạn Linh lên tượng Phật là 580 m. Bên hết nhà ga có khát nước, có thể ghé là ở quầy để mua chai nước uống. Trong nhà chờ có cái chỗ bán thức ăn, cơm dương châu, cơm gà, cơm sườn, xúc xích, bò viên, cá viên, chả giò, đùi gà, cánh gà. Nào đói bụng thì ghé đây 30 kg. Rau rừng ăn bánh xèo nè, ở trên núi, núi Cấm. Hát này hát gì con? Hả? Thức ăn cho cá. Trên đỉnh núi Cấm có một cái hồ lớn để đào để sử dụng nước ngọt đó. Hồ chứa nước mưa, mùa khô thì nước nó giật, với mùa mưa thì nước nó lên tới trên đây luôn. Này, đây mình có thể mua cá rùa để phóng sanh. Qua đây nè, qua đây nè, qua đây mình thả. Kìa các con không kìa. Mình xuống đây mình thả cá phóng sanh nha. Này là thiền viện chùa Phật lớn, nằm bên phải. Nếu mà đi đường bên hồ, đi bên phải thì gặp cái thiền viện trước, rồi xong rồi mình đốt nhang, xong mình sẽ đi theo dòng theo cái bờ hồ để qua cái tượng Phật lớn. Đây là tượng Phật Di Lạc lớn nhất Đông Nam Á. Trong tượng Phật thì phía dưới tượng Phật là một cái sảnh. Giờ chúng ta vô sảnh xem ha. Sảnh này thì cũng chưa được hoàn thành, đang trong giai đoạn xây dựng.
một bức phù điêu Phật Di Lặc. Ở phía trước chùa Vạn Linh có một hàng thông, có cái đồi nhìn như Đà Lạt. Mà khí hậu ở đây thì buổi trưa thì mát, buổi tối thì có thể là lạnh á. Giờ mình đã tới cái chùa Vạn Linh, chuẩn bị trước qua cái cổng tam quan. Sau khi qua cổng tam quan là sẽ lên hai ngôi chùa, có một ngôi chùa tháp và một chánh điện. Giờ đây là cái chánh điện của chùa Vạn Linh. Cái dù này nó hình thành là cây móng rồng. Cái bông của nó. Sau khi tham quan chùa Phật lớn, tượng Phật lớn và chùa Vạn Linh thì mình vòng về với chùa Phật lớn để ra cáp treo để xuống núi. Đi cáp treo xuống núi thì các bạn nhớ lại bàn đăng ký thứ tự để xuống núi nha. Tại vì là du khách nhiều, hôm qua là du khách nó đông nhiều nên mình phải đăng ký thứ tự. Kết thúc chuyến tham quan đỉnh núi Cấm, chuyến thăm hai chùa. Tạm biệt mấy bạn, hẹn gặp bạn vào một video clip khác nha.